Sau gần một năm được đề cử và âm nhạc cống hiến cho album của năm Portrait, nữ ca sĩ Uyên Linh mới ra mắt tiếp MV ca khúc Khoảng Trống. Đây là ca khúc do nhạc sĩ trẻ Linh Lan sáng tác, mang giai điệu nhẹ nhàng và ca từ sâu sắc. Hình ảnh trong MV đơn giản, chủ yếu đi sâu vào yếu tố cảm xúc. Thưa quý vị, 17 nhà thiết kế trẻ vừa thể hiện những sáng tạo không giới hạn qua các bộ sưu tập ấn tượng tại tuần lễ thời trang tốt nghiệp London College Design and Fashion Hà Nội 2018. Với chủ đề đột phá Refashion, đêm diễn thể hiện tầm nhìn mới của giới trẻ trước thềm cách mạng công nghiệp 4.0. Các bộ sưu tập lấy nguồn cảm hứng từ thiên nhiên, lịch sử, truyền thống, cho thấy trách nhiệm của người trẻ với môi trường, xã hội và tương lai của ngành công nghiệp thời trang Việt Nam. Tiếp nối phần tin văn hóa hôm nay là các tin tức âm nhạc đáng chú ý vừa diễn ra. Concert những âm thanh động trên vòng trời vừa diễn ra đầy cảm xúc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút rất đông khán giả đến thưởng thức. Nghệ sĩ Mai Ý Nhi cùng với các học trò đã mang đến âm sắc đa dạng mềm mại của đàn hạ cầm qua các hình thức trình diễn solo, duo, trio đến quintet. Chương trình cũng góp phần giúp khán giả yêu nhạc hiểu hơn về đàn hạ cầm hay còn gọi là harp, một trong những nhạc cụ có nguồn gốc lâu đời nhất trên thế giới. Tour diễn xuyên Việt mang tên Thời Gian của ca sĩ Mỹ Linh vừa có đêm mở màn hoành tráng tại Hà Nội. Nữ diva đã gửi đến khán giả những bài hát làm nên tên tuổi của cô, từ giao hưởng cho đến những bản tình ca sâu lắng nhẹ nhàng. Đặc biệt đêm nhạc còn có sự góp mặt của con gái Mỹ Linh là Mỹ Anh và ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Chuỗi live show của Mỹ Linh sẽ tiếp tục diễn ra tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tới.